kinh tế khó khăn, đơn hàng không có, nhiều công ty phải thu hẹp sản xuất, cho công nhân nghỉ việc hàng loạt. Vì là thời điểm cuối năm, lại thất nghiệp, nên rất nhiều công nhân về quê, khiến hàng loạt khu trọ trống trơn. Trên các con đường Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ tại quận Gò Vấp, thời gian gần đây, dễ dàng bắt gặp các biển cho thuê phòng trọ giá rẻ, với đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn ế. Vợ chồng chị Hà, quê Quảng Bình, đang thuê trọ trên đường Phạm Văn Chiêu cũng rụt rịch dọn đồ về quê chị hà cho biết mấy tháng nay đều bị cắt giảm giờ làm và lương chị phải làm thêm các việc khác để có thêm chút ít còn chồng chị sau giờ làm cũng chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm tuy vất vả nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu nên anh chị đã quyết định về quê tìm công việc mới các khu trọ quanh các khu công nghiệp lớn của thành phố hồ chí minh cũng tương tự điều hưu vắng khách một chủ nhà trọ ở quận bình tân chia sẻ cũng phải tới nửa năm nay khu trọ của mình hoàn toàn trống không Giờ mình cũng đang tìm thêm việc làm để trang trải trong gia đình. Gần đó, chủ của dãy trọ khoảng 20 phòng nói, lâu nay thu nhập của gia đình anh có từ việc cho thuê phòng, nhưng hiện tại tháng nào cũng lỗ gần chục triệu. Người thuê ở đây chủ yếu là công nhân, hiện nay họ bị cắt giảm việc làm, nhiều người còn mất việc nên đã xin lại cọc để về quê. Dù đã tìm nhiều cách, nhưng giờ mình phải chuẩn bị chạy xe công nghệ để có tiền trả lãi ngân hàng, vì lúc trước đã vay nhiều để đầu tư cho phòng trọ. Anh này cho biết thêm, nhiều chủ trọ chia sẻ với phóng viên báo Sài Gòn Giải phóng, để cứu vãn tình hình, nhiều hộ kinh doanh nhà trọ chấp nhận giảm từ 20 đến 30% giá phòng. Với những khách thuê lâu năm, không may bị giãn giờ làm hoặc mất việc, chủ trọ cho trả góp hoặc nợ tiền nhà từ 1 đến 2 tháng. Một số chủ trọ có điều kiện kinh tế thì chuyển hướng nâng cấp phòng trọ nhằm thu hút những khách có thu nhập cao đến thuê.